thử coi cái con cá chấm trước cái hộp. Rồi sao? Ngon quá cả nhà ơi. Bọc một bầu ngon rồi. Đó, nước món này món ngon luôn à. Hấp dẫn không? Đó. Ở nhà ơi, coi nướng cá nha cả nhà. Thì cũng kiểu mới nha. Kiểu mới. Giờ mình lấy cái nước đó thằng chạy tha tha ha lên, đổ vô luôn cũng được. Tiêu rồi đó. 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 Rất là ngon cả nhà. Quá ngon luôn. Khói lên ngùn ngút luôn ha. Đó, vừa nóng vậy đó. Rồi mình chấm muối muối ớt. Rất là ngon cả nhà ơi. Thấy không? Quá đã luôn. Đó, đây rau rau muống xào hả? Rau muống xào lá cách nè, đây rau muống xào tỏi cả nhà. Quá ngon, đơn giản mà rất là ngon nha. Rồi, Tiến sẽ mời tất cả cô chú anh em dùng bữa cơm ở nhà chú Năm mà khán giả đi chú Năm. Mời mấy chị em mấy anh em YouTube với là cả nhà mình nha, là món mới. Ăn cơm nha. À, ăn món món gì chú ăn Năm? Ăn món là cá cha ốp lá chuối. Ốp lá chuối đó với là rau muống xào mỡ. Rồi mời cả nhà ăn cơm luôn. Rồi chú Năm qua ngồi đây đi. Cũng vậy. Tôi có mời cả nhà ăn cơm. Hôm nay ăn cái món cá nướng mới. Cá trà ốp lá chuối nướng. Ốp lá chuối. Hấp dẫn cả nhà. Khói lên ngùn ngút cả nhà. Quá hấp dẫn à. Món này Tiến tự sáng kiến ra nha. Kêu chú Năm làm với anh Cường làm nha. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Rồi thử coi anh Cường. Thử coi cái con cá chấm trước cái hộp. Rồi sao? Ngon quá cả nhà ơi. Mời cơm nước vào bà nhôm rồi ăn cơm cùng chung với Trường bữa cơm. Rồi. Rồi Tiến cũng mời tất cả cô chú anh chị em dùng bữa cơm với Tiến với chú Năm luôn nha. Món này món dữ luôn à. Cái nước nó ngọt. Chúng mà cái nhà nha. Cái này biết không, mới ốp chưa có thấm vô vô nhiều ốp lâu. Ốp lâu nó mới thấm. Đúng rồi. Tới chưa là lâu á. Lâu nó mới thấm. Mà thấy dĩ ăn cũng mà ngon là như thường ha. Đây là cái món này là rồng xanh vượt đại dương. Thấy chưa Nam? Thấy đây rồng xanh vượt đại dương à. Được lắm. 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 Đúng không? Thử như mấy cái thầy viên chưa rồi. Thử đồ hết rồi, thầy viên thử nhắn. Thầy viên thử mấy hội. Là cách. Cách ăn miếng cách đồ thơm ngon. Ví dụ cái này là cách. Đâu có lá cách người ta ăn thì bệnh đó. Cách là nó có trị thuốc, trị bệnh đó. Ngon lắm. Nó mát. Chú làm không ăn? Không ăn đi. Cái gì? Chú còn mới ăn cơm còn ngon nè. Chú nói tôi mới ăn đó. Dạ. Ăn cá không đi. Chú bỏ. Ăn cá không mà chấm với rau. Cái nước mắm này cũng là đặc biệt. Cái thứ gì mà bằng mà nóng nóng gì mà ăn hết cho Năm. Đúng rồi. Ngon. Vậy mà ăn thịt không ngon rồi. À. Nó dễ á. Ăn cá, ăn này, ăn nhỏ, như là nó ngon. Bây giờ tôi hôm nay tôi nói dốc với bây giờ là cái gì gà ở đây mà nhóc. Rồi muốn thôi là rồi muốn ngon ngon không được. Bao la ha. Bao la.
cái này đi đâu á, sợ cái cỏ thác không mà à, với cái mưa mưa này nó lên non lắm luôn. Những thức ăn hôm nay là thức ăn thiên nhiên nha cả nhà, cá nuôi à. Những món ăn là dân dã thiên nhiên, ăn tốt cho sức khỏe, đơn giản mà nhưng mà rất là ngon. Chợ nó cho thức ăn không? Cá ăn nó đâu ngon, bụng nó thịt nó mềm thịt. Cá này nó không có bụng. Không, cái này dễ. Cá này nó dễ. Cá là thịt nó dễ. Chứ mình thả ở dưới này nó ăn tâm thường. Sạch. Nó ăn là cũng như nó ăn thiên nhiên rồi đó. Hồi bỏ mà có con cá đó đó, nó ụt một cái tính đầu là con sống không trời, nó làm cái bùm một cái thì giúp mình luôn đó. Lá cách này cả nhà, lá cách bây giờ Tiến sẽ lấy cái chà gói vô à. Cái món này là chỉ có ở dân dân quê mới có ăn cái hàng, với dân thành thị không có ăn đâu. Nói chứ dân quê mình ăn những cái món đồ ngon hơn thành thị á. Ôi ơi cái này. Đó, bắt đầu gói vô. Còn gì bằng. Chấm miếng muối. Rồi trước mặt cả nhà nha. Phải uống cốc nữa. Có. Vô cốc ha. Ờ vô cốc nha. Có gì bằng nè. Ngon. Cái này làm như ngon hơn cái mình nướng bạc á. Ngon không? Ngon nước bạc nhiều. Cái nó thơm. Hồi nãy là cái nướng mà để có cái dĩ nướng đàng hoàng là dĩ ớt mà cho lâu nó thấm vô hết. Nó thấm vô. Mình cứa cái như này, cứa rồi bắt đầu mình ớt tiêu được nó dễ ấy trong đó. Và cái đầu mình ớt là nó thấm rồi là đã lắm. Bây giờ mình chưa có kinh nghiệm cái chiến sao đó phải ớt độ cái mình dồn vô ở trong ngũ cờ á. Móc rồi nè. Ừ, đúng rồi. Dòng hành nè, tỏi nè, dễ không? Nghiên khúc. Biết sao không? Chứ sao có ốc á, là người ta có là bún tàu nè, rồi với là bấm dụng à, với là bún tàu rồi đó. Rồi với bấm ốc ra rồi có là thịt ba gội đâu đó. Đã lắm. Còn ốc nướng á, nướng cái dĩ đó. Ồ, đã lắm. Nhặt cái ốc rồi mới nhớ về giấc tối rồi, nổi rồi rồi. Lợn nó trên ốc hả? Con mạnh mạnh không rồi. Rồi lâu dữ mình đâu bắt hả nè. Lâu lắm lâu rồi. Mình bằm cái bắt đầu mình dồn rồi vô á. Mồi ruộng lạ lắm. Nướng lên nóng nóng lên. Quất. Cái đó là có than nha. Than nướng đã lắm. Ngon quá cả nhà ơi. Đơn sơ mà rất là ngon nha. Đơn sơ. Viên dường lớn là thằng nào lấy giờ bán là thằng 2-3 tỷ 4 tỷ thôi. Viên lớn mà lớn. Cây nó bự hết rồi, cây nó ngồi trời cả chục năm, mười mấy năm. Của anh là đi qua sang năm là trái tiền lương luôn rồi đó.
Mình chế đi đấy cái kiện đây rồi đấy, đây tám gì đấy. Hết cái trời ngoài là cái trời trong này. Cái trời ngoài này chú mình thấy là. Ừ, cơm đem mới chưa? Ăn không? Dùng không? Ăn đi. Ăn không chơi. Mà cũng mua chơi chứ. Ừ. Chú Năm cũng ăn cái chuyện chuyện hoài là cũng mới ăn cơm kia là không xài hoài có tiền xài hoài à, mới là đầu chứ thấy gì chứ mệt lắm, đổ vô nhiều lắm. Cái cây đầu tiên đi lớn là lại cũng công phu dữ lắm, nhiều dữ lắm. Rồi thôi Tiến chia sẻ cái đoạn video bữa nay là làm cá nướng lá chuối nha, ướp lá chuối nha cả nhà. Thì mong cả nhà có xem thì hay, cảm thấy hay thì cho Tiến một like chia sẻ nha. Rồi chào khán giả đi anh Từ Dương chú Năm. Rồi xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà, một lời chào trân trọng nhất.